kỹ không? Đây, sau một tháng được bay lớn anh em. Hello hello, xin chào mừng anh trở lại kênh YouTube của mình nha. Ok, đêm nay tôi mình vừa được tròn một tháng tuổi rồi, mình định đem cái lú này ra đặt thử. Cái lú này đó là nó dày vậy nè, thấy hai cái mặt nó khác nhau không? Này mặt này mặt 2,5 phân nè, còn mặt này mặt có 1,5 phân hay giờ. Mặt 2,5 phân chắc là không dính đâu, tôi mới giáp tháng à. Thì đặt rồi mình cắt nó ra đó. Đây đây là cái đuôi của nó, đuôi cũ của nó lúc trước nè. Giờ mình định trồng vô. Trồng luôn lần đêm nay đặt thử chạy con nào không. Nói chung là mình chỉ trông cho chạy 1-2 vài con thì đang coi thôi. Chứ chạy nhiều không ham nha. Từ nhỏ xíu chạy nhiều là không tốt. Một tháng đó, này chính xác là giáp tháng luôn anh em. Thì bữa nay là mùng 2 á. Mình thả hồi mùng 2 tháng rồi. Cái mùng 2 này đúng 1 tháng luôn. Đó, đó là ngày thả tôm của mình đây. Thì ngày thả tôm mình có làm clip đó mà. Thì clip có đôi khi mình up mình quay trong ngày, mình up trong ngày khi để chịch 1-2 ngày. Mình render lại mình tải lên nó không kịp như thời gian thực. Có đôi khi có những clip đúng thời gian thật luôn, chỉ chịch vài tiếng đồng hồ thôi, 4-5 tiếng thôi, chỉ quay buổi sáng buổi chiều mình up, hoặc quay buổi chiều buổi sáng mình up, nó không phải có thời gian chịch chứ thật. Có những clip chịch 1-2 ngày luôn, 2-3 ngày cũng có luôn, không phải là clip nào cũng như vậy. Ok anh em, còn ngon này, chùm tới cái dành này luôn rồi, cần sâu vô một chút nào, sâu vô, để cho sâu vô một chút nữa. Cái này cái đuôi còn dài luôn. Ui, cái đuôi còn dài quá nè. Đuôi dài thôi anh em. Dài cái nhiều luôn. Giờ này mình lấn cho thêm một dành nữa. Và bảo đảm luôn. Đấy. Cái bộ được đấy. Tối nay mình dở hơi dính con nào mình quay cho anh em xem thử nó bay lớn rồi. Thì nói chung là bự nhỏ nhỏ, có những con là theo như mình quan sát thấy có những con bằng điếu thuốc nè, có nè, rồi có những con bằng cây nhang nữa, những con nhỏ nhất là bằng cây nhang ấy, có những con bự theo mình tầm mà là bằng điếu thuốc á, không biết có con nào bự hơn nữa thì không biết. Nước mình thì nó trong thiệt, nhưng mà con cái nó hơi khó thấy là nước hơi sâu nha, không phải trời mưa lớn hết mấy đám, rất chi là sâu luôn. Ok nè, để vừa quay vừa làm nó khó quá, để mình tắt clip đi chút đi. Rồi mình làm xong cái lú mình quay cho anh em xem. Đi để mình đi. Nè, xong, xôi, đẹp đẽ, ngon ghẻ. Rồi, đi. Đây nè, mình sẽ đặt ngay chỗ cái miếng lưới đó đây nha. Tại không ai quay cho mình hết, mình sẽ để cái camera đây xuống dưới mình đặt. Ok nè, mình đặt xong cái lú rồi đó. Bắt được con cua luôn. Con cua càng. Rồi để khoảng 8-9 giờ tối nay mình xăm thứ nó dính thôi nha. Dính mình sẽ quay cho anh em xem nha. Ok, thì tôi mình đúng 1 tháng đó, mình sẽ kiểm tra thử nó bay lớn rồi. Ok, bye bye anh em nha. Ok anh em, thì giờ mình chuẩn bị đi đổ lú nữa nha. Xuống đó đổ lú. Đuôi lú nè. Có mình ên mình thì quay hơi chịch chọt nha. Có gì anh em thông cảm nha. Đổ dính tôm thì mình sẽ quay kỹ cho con tôm mình xem. Mé là mình cũng có thấy tôm có đi thuốc gì đâu.
để điện thoại đây, những cái giỏ này, cua, cua kìa nè, thế à, đấy. Cái giò mình đạp chịu lại tay đỏ rất chi là khó khăn. Tôm mình bé vậy ta, có gió lọt không? Nước là lại ta luôn ấy. Ok, giờ đây mình đổ cái lú thì mới quay được anh em, không thể nào quay được hết. Ok, đây mình nhóng đuôi lú cho anh em xem cái nha. Mình ta đi luôn rồi. Để mình cập tiếp thông tin tình hình tôm gia hóa bệnh mình. Có con nào không biết, chưa thấy gì hết nè. Có anh em ạ, có mặt rồi. Đỡ cho anh em xem trước đi, mình đổ vô. Ôi có cua luôn, thơm hai ba con muốn chịu chạch đó. Đây đây, đang còn nè, thấy không, cua nữa. Đổ vô thùng đi. Luôn. Em xem cái thùng móp đỡ đi. Không đường nào mà chưa đổ vậy chứ, coi vậy. Ô, đúng ngược rồi luôn. Đúng như vậy. Đây nè, sao mờ dữ gì ta, đây nét được rồi, điếu thuốc rồi nè, con út mình về lớn nó muốn bằng con út rồi. Đây để mình chụp cái làm thumbnail lại nha. Cầm lên chụp con này là chổi nè. Ok anh em, thì nãy cái thiết bị điện thoại mình nó báo quá nóng, mình ngừng quay nha. Đổ xong cái lú đó, được 6 con tôm. Mình đặt ở đâu phải từ khoảng 5-6 giờ chiều, bây giờ là 9-10 giờ đêm rồi. Cũng 3-4-4-5 tiếng gì đấy. Để cho anh em xem mấy con tôm cặp mé, nước trồng quá có thể thấy được. Em mới thấy con tôm nước tiêu ta. Nè, anh thấy con mắt nào. Chắc không thấy quá. Đây đây, nó di chuyển đây đây đây, đây anh. Ở phía xa ánh sáng mà này gọi ngay là không thấy đâu, chịch xa ánh sáng này, đây đây đây. Ở đây nè, đây. Đây đây, ngay cục ánh sáng mình này. Ồ, cùng giờ mình khó thấy lắm anh em ạ. Thì mình cập nhật cho anh em biết tình hình tôm gia hóa bình minh mình nó bay lớn đó. Tầm khoảng con út bự rồi nha. Điếu thuốc đấy, điếu thuốc chứ không tới con út đâu. Tầm điếu thuốc à. Thế này chính xác 1 tháng luôn á. Hôm nay mùng 2 nè anh em. Mình thả hôm mùng 2 tháng rồi, thế mùng 2 này đúng chính xác 1 tháng luôn. Ok, thì mình cập nhật cho anh biết cái tình hình tôm gia hóa mình phát triển gì đó. Anh em cảm thấy nó ok không? Chất cảm nó khá đồng đều nha. Yêu thuốc, đầu đũa không ăn, đầu đũa ăn. Ba kích cỡ đó. Thì anh em nào muốn có thả thì anh em xem đi. Thì anh em có thấy phù hợp thì anh em thả. Gia hóa thì bình minh 79 thì lần này đi. Ở trước là 79 mình cũng có làm rồi. Lần này thì là bình minh. Mình chủ yếu làm một clip này để chia sẻ cho anh em. Còn là lần anh em có cái định hướng riêng mình. Anh em muốn thả cái dòng tôm nào thì anh em thả, mình thì không có mua bán trên băng tôm này hết á, mình chỉ quay video góp ý cho anh em vậy thôi. Còn những cái chuyện mà anh em muốn thả giống tôm nào thì tùy anh em thôi. Thì clip mình sẽ kết thúc tại đây nha.
Anh em nhớ like, share, ủng hộ kênh YouTube mình nha. Mình quay những trải nghiệm thực tế nhất cho anh em thôi. Anh em thấy mình quay cực cực khổ luôn không? Quay dếm dếm ngớt điện thoại xong không có đùa đâu. Ok, thì mình sẽ kết thúc video anh em. Ok, bye bye anh em. Giờ mình đi xem tôm mồi vuông chút.